Đến trưa ngày 11 tháng 10, hàng chục công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An vẫn tiếp tục vớt, xử lý cá chết tại Hào Thành Cổ Vinh, thành phố Vinh. Do lượng cá chết quá nhiều nên trong ngày 10 tháng 10, các công nhân vớt, thu gom ở khu vực hào phía đông, hôm nay mới thu gom ở hào phía tây. Theo phản ánh của người dân, gần đây, nguồn nước trong Hào Thành Cổ Vinh chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối. Đến ngày 9 tháng 10, bắt đầu có hiện tượng cá ngoi lên mặt nước hàng loạt, sau đó chết. Đến ngày 10 tháng 10, cá chết nhiều, có nơi trắng mặt nước, chủ yếu là cá rô phi. Anh Nguyễn Văn Ngân, người dân ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh, cho biết mấy ngày qua, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân sống gần Hào Thành hết sức khổ sở. Ông Phú Văn Phượng, giám đốc công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An cho biết, do lượng cá chết quá nhiều nên dự kiến việc xử lý phải đến ngày 12 tháng 10 mới xong.